Thưa quý vị và các bạn, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè được tổ chức từ tháng 6 đến tháng 8 hàng năm là hoạt động được đông đảo thanh niên chờ đón, là dịp cao điểm để thanh niên ở mọi ngành nghề, lĩnh vực thể hiện tinh thần xung kích, tiên phong sáng tạo, bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ tham gia thực hiện các công trình phần việc vì cuộc sống cộng đồng, góp sức trẻ xây dựng quê hương Sơn La ngày càng phát triển. Năm nay, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè được tỉnh đoàn Sơn La tổ chức tại huyện Mai Sơn. Tại chương trình, nhiều hoạt động có ý nghĩa đã được tổ chức, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Tại chương trình, đã có 100 suất quà được trao cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em vươn lên trong học tập. Gia đình em là gia đình hoàn cảnh và khó khăn. Hôm nay em đến đây là nhận món quà ý nghĩa của các cô chú và anh chị ạ. Em cảm thấy rất là vui và vinh dự ạ. Với khẩu hiệu Tuổi trẻ Sơn La tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng, tại chương trình, các y bác sĩ đã tiến hành tư vấn hỗ trợ khám chữa bệnh cho trên 100 đoàn viên thanh niên, trong đó tập trung vào việc khám sàng lọc các bệnh lý hậu COVID-19 và cấp phát thuốc miễn phí cho các bệnh nhân. Hôm nay cũng được bên đoàn này, bên các bác sĩ cũng lên khám để phát hiện một số bệnh sớm, nên chúng tôi cũng là rất là vui. Và được các gọi là bác sĩ này, trong đoàn thanh niên này, quan tâm. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay tiếp tục được triển khai theo các nhóm đối tượng thanh niên, gồm chương trình tiếp sức mùa thi và 4 chiến dịch: mùa hè xanh, hoa phượng đỏ, kỳ nghỉ hồng và hành quân xanh. Các hoạt động trong chiến dịch sẽ chú trọng phát huy tính chuyên sâu theo lĩnh vực chuyên môn, thế mạnh của các thanh niên, mở rộng phạm vi hoạt động, nâng cao chất lượng các mô hình, hoạt động, công trình thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, giữ gìn trật tự an toàn giao thông. Đối với những nội dung chiến dịch này, chúng tôi cũng đề nghị các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh sẽ tập trung vào những nội dung công việc phần việc cụ thể nhất để gắn với những cái nội dung nhiệm vụ chính trị của địa phương đơn vị. Trong đó thì chúng tôi cũng tập trung chỉ đạo vào một số cái hoạt động lớn như là xây dựng nông thôn mới hay là những nội dung về chuyển đổi số, rồi hỗ trợ cho các hoạt động an sinh xã hội và tổ chức các hoạt động như tri ân với người có công và một chuỗi các hoạt động trong 3 tháng để triển khai chiến dịch. Và chúng tôi cũng mong muốn rằng là qua việc triển khai chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022 thì sẽ có nhiều những công trình phần việc thanh niên thiết thực và sẽ có xuất hiện nhiều những cái mô hình hay, cách làm hay, những gương tiêu biểu điển hình trong chiến dịch. Với tinh thần xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa bàn các xã vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, các hoạt động tình nguyện hè sẽ là môi trường cho đoàn viên thanh niên rèn luyện, được cống hiến và trưởng thành, qua đó xây dựng hình ảnh đẹp của thanh niên trong tình hình mới.